Xin chào tất cả quý vị cùng các bạn. Trước mắt quý vị cùng các bạn, đây là phía trước cửa hàng đồ gỗ La Xuyên của chúng tôi với dòng đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 10 và số nhà. Đứng từ phía cửa hàng nhìn ra và đối diện là dãy nhà La Xuyên Vàng. Còn đây là hướng bên tay phải, nơi có cổng làng Ninh Xá Hạ, đi tới đây là hơn 100 m. Trong clip giới thiệu sản phẩm hôm nay, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị cùng các bạn một chiếc tủ chè. Chiếc tủ chè này chính là chiếc tủ chè đã có clip quay mộc cách đây chừng một tuần, và cũng là chiếc clip gửi đến bác Nguyễn Đức Hòa ở tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, là chủ nhân của chiếc tủ chè này. Đến nay thì sản phẩm qua quá trình đã được sơn si xong. Ở đây thì chúng tôi xin quay để giới thiệu đến, thứ nhất là xin gửi tới bác trước, và thứ hai là đến những quý khách hàng khác cũng đang có nhu cầu về dòng tủ chè Tứ Linh, thể loại hàng kỹ, và giá thành của chiếc tủ này chưa kể cước vận chuyển thì là 35 triệu đồng. Tôi cũng xin công khai luôn để quý khách hàng đỡ phải hỏi thăm và có cho mình cái sự lựa chọn. Ở đây thì là phần cánh khảm, nhưng quay ở trong nhà nó có bóng điện nó sẽ đẹp hơn. Còn hiện tại thì như quý vị nhìn thấy, thời tiết hôm nay đang có nắng vàng, và để chiếc tủ chè này ở phía ngoài cửa, chính vì thế nên ánh sáng của nó sẽ bị lóa. Và những sản phẩm về khảm này thì về nguyên tắc là phải quay ở trong tối và trong nơi có những bóng điện phản quang màu vàng thì nó sẽ đẹp lung linh. Còn nếu như đem ra ngoài nắng ngoài trời ấy, thì nó sẽ bị lóa màu, tức là nó mất màu đi. Nhưng sản phẩm này chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ càng với phần bệ Tứ Linh Bát Tiên, tôi làm trong bóng, cũng như là từ phần trong thùng tủ cho tới phần đỉnh, phần đáy, tất cả đã được sơn si vi chỉ. Đây là phần mặt đỉnh của chiếc tủ, cũng như là phần hồi. Chính vì khi quay clip nên là cái bóng người quay nó sẽ chập chờn và ánh sáng không đều. Chứ còn chiếc tủ này nó cực kỳ là đều màu với đội ngũ trình độ thợ sơn lâu năm của chúng tôi, thì sản phẩm được làm theo màu vernis này, và cái màu gụ thì chính xác hơn, bởi vì màu vernis thì nó sẽ hơi đỏ hơn và nó sáng hơn một chút nữa. Còn đây là một cái màu gụ mà chúng tôi làm theo cái mẫu ảnh của bác chủ nhân của chiếc tủ này đã gửi cho chúng tôi. Hiện tại thì đây, như quý vị đang nhìn thấy ở trên đồng hồ, đang là 13 giờ 47 phút, 1 giờ chiều, đầu giờ chiều của chúng tôi, nên là cái ánh nắng nó rọi chiếu vào rất là chói chang. Những quý khách nào có nhu cầu về dòng tủ chè thì vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hiển thị ở trên màn hình. Còn đây là phía trước cửa hàng, nhìn từ phía đường quốc lộ 10 nhìn sang nơi có cột mốc lộ giới, khi là chiều đi Nam Định 18 km, còn theo chiều đi Ninh Bình là 11 km, và song với tuyến đường sắt Bắc Nam quốc lộ 10 tiếp giáp luôn, chính là cửa hàng đồ gỗ La Xuyên của chúng tôi với số nhà 52 đường sắt, để quý vị ở xa đến nơi được thuận tiện và đỡ phải hỏi thăm. Còn những quý khách hàng mà muốn định vị trên điện thoại, chỉ cần gõ đồ gỗ La Xuyên, tức khắc bản đồ Google Maps sẽ chỉ quý vị đến tại cửa hàng của chúng tôi đây một cách chính xác nhất. Do lũ lụt ở miền Trung cho nên là xe vừa qua bị tắc, chưa thông được.
Và trong những ngày tới chúng tôi sẽ bố trí để bàn giao tới quý khách hàng, các anh các bác được trọn vẹn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn ở các clip khác tiếp theo sau.